biến cái đề, những cái câu thi thử trong đề của Bộ Giáo dục, của những cái đề sở và những cái đề trường chuyên rất là hay. Trọng tâm chúng ta trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về các cái câu về amino acid và những cái phần lý thuyết mà chúng ta hay bị sai. Và đầu tiên thì các bạn cùng comment đáp án với thầy nhé. Câu số 1, loại hợp chất nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Câu này quá dễ. Loại hợp chất nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Carbohydrate thì không rồi, bởi vì carbohydrate là nó là thuộc dạng gì ạ? CnH2O tất cả m lần. CnH2O tất cả m lần là không chứa nitơ. Anhydride thì chỉ có CH và O thôi. Amin CX HI N Z. Vậy chứa nguyên tố nitơ chưa? Đáp án đúng là đáp án C nhá. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Ok, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C ạ. Câu số 2 ạ, đề Sở Giáo dục Đào tạo Bình Thuận lần 1 năm 2022. Dung dịch nào sau đây làm quỷ tím hóa xanh ạ? Dung dịch nào sau đây làm quỷ tím hóa xanh? Thì các bạn lưu ý cho thầy ạ, glucose không làm quỷ tím đổi màu. Phenol không làm quỷ tím đổi màu. Axit acetic thì làm quỷ tím chuyển thành màu đỏ. Đúng không? Còn metinamin thì làm quỷ tím hóa xanh. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án à, thầy chào Việt em nhá. Câu số 3. Dãy gồm các chất glycine, alanin, valine, axit glutamic và lysine. Số chất trong dãy không làm quỷ tím đổi màu. Thế thì các bạn lưu ý này. Các bạn lưu ý nhá. Cái bọn mà amino acid nó có dạng HRCOH A lần, H2N B lần. Mình có là A mà bằng B á thì pH bằng 7 dẫn đến quỳ không đổi màu. Không đổi màu. Còn A mà lớn hơn B thì dẫn đến pH nhỏ hơn 7 dẫn đến quỳ chuyển đỏ. A nhỏ hơn B thì dẫn đến pH lớn hơn 7 dẫn đến quỳ chuyển xanh. Ok chưa? Vậy ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là quỳ không đổi màu đúng không? Thì mình sẽ có glycine, alanin, valine. Còn axit glutamic thì làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Lysine làm quỳ tím chuyển màu xanh. Vậy mình sẽ có là 3. Được chưa? Câu 3 đáp án D. 3 chào. Câu 4 ạ. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được CH2 lần tạo thành dung dịch có màu xanh lam? Úi giời, câu này dễ quá. Câu này dễ quá. Các bạn cho đáp án gì ạ? Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được CH2 lần mà tạo ra được dung dịch có màu xanh lam? Thế bạn lưu ý cho thầy nhá, để tạo ra được dung dịch có màu xanh lam ấy thì khi mà tác dụng với CO2 lần nó phải có OH đa kề. Và OH đa kề thì các bạn hay bị nhầm lẫn ở câu albumin, nhưng không phải, albumin là màu tím nhá. Các bạn rất hay nhầm lẫn albumin là màu tím. Vậy là OH đa kề thì chỉ có fructose thôi, chứ còn propan 1,3 dion cũng không được. Đây là cũng không được. Được chưa? Loại nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Câu số 5 ạ. Các bạn comment nhanh nhanh lên nào. Ui dồi, những câu này dễ quá nhỉ. Tính lưỡng tính. Đây, tính lưỡng tính của anh amino acid này được chứng minh thông qua phản ứng với hai chất nào? Thì tính lưỡng tính ý, thì nó sẽ có tính bazơ thì được thể hiện khi tác dụng với acid. Đây. Tính acid được thể hiện khi tác dụng với bazơ. Đây, vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án B. Bởi vì là cái tính lưỡng tính thì nó được thể hiện khi tác dụng với cả acid và tác dụng với cả bazơ. Câu số 6. Chất nào sau đây là amin? Trời ơi. Câu này dễ quá. Chất nào sau đây là amin ạ? À? Natri acetat không thể là amin được, CH3CONa loại. Glycine là amino acid, protein không phải là amin. Trong này chỉ có anilin C6H5NH2 mới là amin thôi. Đáp án đúng là đáp án A các em nhá. Câu số 7 ạ. Etin amin có công thức là gì? Ôi dồi ôi, câu này còn dễ nữa. Etin amin C2H5 NH2 đúng không các em? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. CH3 CH2 NH2. Ok nhá, các bạn thấy dễ không? Đấy thì những cái câu này đôi khi chúng ta chỉ cần làm những cái câu dễ dễ nho nhỏ một chút thôi, thì là chúng ta sẽ tiến tới được những cái câu mà sản phẩm khó hơn, để mà từ đó chúng ta thành công hơn ở những cái câu về phần lý thuyết cũng như bài tập.
Câu số 8. À các bạn, em ơi, các em đang học ở trên lớp đến bài nào rồi ạ? Các bạn có thể comment cho thầy biết được không ạ? Để mà thầy có thể mà ra những cái đề sát với các em nhá. Câu số 8. Dung dịch anilin không phản ứng với chất nào sau đây? Thì anilin là một dung dịch rất là hay. Anh này nó có tính bazơ này nên nó tác dụng được với axit. Đề bài hỏi là không phản ứng mà. Tác dụng với axit. Được chưa? Mặt khác anilin thì nó cũng tác dụng với gì ạ? Nước brom để tạo thành kết tủa màu trắng nhá. Vậy đáp án đúng ở đây là gì ạ? Câu số 8 là gì? Không phản ứng thì nó sẽ không phản ứng với NaOH, bởi vì NaOH cũng có tính bazơ như nó. Nó không phản ứng. Câu số 9. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Thế thì amin bậc 1 nó có dạng là R1NH2. Bậc 2 có dạng là R1NHR2. Bậc 3 có dạng là R1NR2R3. Vậy chất thuộc loại amin bậc 3 là đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? À ok, tuần sau học qua kim loại xịn rồi. Thế là tuần sau thầy cũng sang polymer xong cũng sang kim loại luôn cho các em. Câu số 10 ạ. Dung dịch metinamin trong nước. Metinamin nhá. Metinamin là CH3NH2, anh này có tính bazơ. Và tính bazơ của nó còn mạnh hơn cả NH3. Vì vậy nên dung dịch metinamin trong nước thì nó làm quỳ tím chuyển thành máu xanh. Màu xanh ạ. Câu số 11. Chất nào sau đây đông tụ khi đun nóng? Ui dồi, câu này rất là hay nhá. Câu này hay dã man luôn. Đây này, câu này nhá. Các bạn chú ý ạ, câu này rất rất hay. Hay kinh khủng khiếp luôn. Đây các bạn cùng quan sát. Đông tụ khi đun nóng thì tinh bột không phải đông tụ nhá. Ancolytic cũng không phải đông tụ. Glucose không phải đông tụ, mà đông tụ là gì? Albumin, chính là lòng trắng trứng. Thì chúng ta khi mà chúng ta đun đấy ạ, thì chúng ta tên là lòng trắng trứng. Đập ra thấy lòng trắng trứng lỏng đúng không? Sau đó là đun lên thì nó làm sao? Đông tụ lại. Chuẩn chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhá. Câu 12. Chất nào sau đây tạo kết tủa trắng với dung dịch nước brom? Vừa mới học xong đúng không? Đây là một cái phương pháp để nhận biết dung dịch anilin cơ. Có nghĩa là gì ạ? Anilin thì tạo kết tủa trắng với dung dịch nước brom nhỉ. Yeah. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Anilin. Câu 13. Có 3 chất hữu cơ để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên thì chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây? Thế chúng ta cần lưu ý này. Anh này là trung tính này. Bởi vì nó có số nhóm NH2 bằng số nhóm COH. Đúng chưa? Số nhóm NH2 bằng số nhóm COH nên nó trung tính. Nhá. Anh thứ hai. Anh thứ hai là gì? Đây, anh này có tính axit, CH3COH tính axit và CH3NH2 có tính bazơ. Vậy nếu chúng ta sử dụng quỳ tím thì anh glycine là không đổi màu. Anh axit này chuyển thành màu đỏ. Anh CH3NH2 chuyển thành màu xanh. Ok chưa? Vậy chúng ta ưu tiên sử dụng đáp án đúng của chúng ta, nó là đáp án A. Câu 14, ui dồi, 14 dễ nữa. Số nhóm amino NH2 trong phân tử glycine. Thì mình biết glycine là H2N CH2 COH. Vậy trong phân tử glycine của chúng ta chỉ có một nhóm NH2 thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Câu 15. Trong giờ thực hành, một học sinh tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và ghi lại hiện tượng ở bảng sau. X vào nước brom cho kết tủa màu trắng thì nó không thể là metinamin, nó không thể là glycine được, bởi vì cả hai thằng này đều không tác dụng với lại nước brom. Vậy chỉ có thể X là anilin khi mà cho vào nước brom nó tạo nên kết tủa màu trắng. Y dung dịch sắt 3 clorua tạo kết tủa màu nâu đỏ, vậy Y bắt buộc phải có tính bazơ thì glycine không có tính bazơ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Các bạn thấy chưa? Để mà làm được những cái kiến thức chúng ta nền tảng phải chắc để chúng ta không bị sai. Và các bạn lưu ý là sắp tới, sang tuần tới thôi, sang thứ 3 tuần tới là lớp S1 của thầy bắt đầu sang bài đầu tiên của phần kim loại. Nên bạn nào mà thấy muốn được thầy độ về phần kim loại cực kỳ xịn thì các bạn nhớ là inbox cho fanpage hoặc inbox cho thầy để nhận được sự tư vấn để chuẩn bị đăng ký khoa học nhá. Câu 16 ạ. Xét các amin. Amin bậc 2 là amin bậc 2 thì nó sẽ có dạng là gì ạ? R1NH2. Anh này amin bậc 1. Anh này cũng là amin bậc 1. Anh này là amin bậc 2 này, NH này. Anh này là amin bậc 2 và anh 3 và anh 4 là amin bậc 2. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 17 ạ.
Anilin tác dụng được với chất nào sau đây trong dịch? Anilin tác dụng được với chất nào sau đây trong dịch? Thì anilin của chúng ta thì chắc chắn, đây nó có nhóm NH2, thì chắc chắn nó tác dụng được với axit HCl, đúng không em? Dễ mà. Các bạn thấy dễ không ạ? Ồ, các bạn comment đáp án mạnh mẽ lên cùng với thầy em nào. Câu 18. Số nguyên tử carbon trong phân tử valin là? Thì thường nhá, các bạn chú ý này, các bạn có comment đáp án câu 18 xong, xong rồi thầy dạy chúng ta một cái mẹo để nhớ mà chúng ta không cần phải nhớ công thức của valin mà chúng ta vẫn nhớ được số nguyên tử carbon, thế mới kinh dị. 18 nhá, thầy dạy nhá. Va là V. V theo La Mã là số mấy? V theo La Mã là số mấy? Số mấy theo La Mã? V theo số mấy La Mã? Số 5 đúng không? Vậy nó có 5 carbon. Đấy, skill nhớ xịn chưa? Skill nhớ xịn chưa nào? Câu 19 ạ. Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thì thu được muối Y, khí Z làm xanh quỷ tí mẩm. Mình nung Y với NaOH trong CaO thu được khí metan, vậy chắc chắn 100% Y chúng ta phải là CH3CONa. Và Y và Z là CH3CONa. Thì ngay lập tức mình sẽ suy được anh Y. Từ từ ạ. Nung Y mà. Toang. Nung Y thì thầy phải ghi Y ở dưới. Đây Y là CH3CONa, còn Z là anh bên trên. Bảo toàn này, 3 carbon trừ đi 2 carbon còn 1. H9 cộng 1 H10, H10 trừ đi 3 thì còn H7. O2 cộng 1 là O3, O3 trừ đi 2 thì còn O. N thì anh này N. Thì anh này chính là gồm CH3NH2 và H2O. Vậy khí Z đây CH3NH2. Được chưa? Nó là gì ạ? Metin amin. Vậy Z chúng ta là metin amin. Hello. Cảm ơn Võ Thị Thanh Nhàn. Gly thì nó là anh Gly, anh đứng đầu tiên dãy đồng đẳng nên nó sẽ có hai carbon em nhé. Thiếu Tuấn Hùng. Câu 20 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Các bạn comment đáp án xem nào. Phát biểu nào? 20 nào? Comment mạnh mẽ nhiệt tình thế nào anh em? Dễ mà. Ôi, dễ lắm ý. Dễ kinh khủng khiếp luôn. Câu 20 ạ. Phát biểu nào sau đây đúng? Thành phần chính của bột ngọt là axit glutamic sai nhá. Bột ngọt là muối mononatri của axit glutamic. Trong thành phần phân tử lysine có một nguyên tử nitơ sai tiếp. Trong lysine chúng ta có hai nitơ bởi vì nó có hai nhóm NH2. Dung dịch ethinamin làm kỷ tím hoa xanh đúng luôn. Anilin là một bazơ mạnh sai. Nó là một bazơ yếu làm kỷ tím hoa xanh sai. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 21. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Trong một phân tử tetrapeptide mạch hở có 4 liên kết peptide. Trong một phân tử tetrapeptide mạch hở có 4 liên kết peptide sai. Bởi vì tetrapeptide N peptide chỉ có N trừ 1 thôi chứ không phải. Vậy là tetrapeptide thì phải có 3 liên kết peptide. Trong môi trường kiềm, dipeptide mạch hở tác dụng được với CH1 lần cho hợp chất màu tím sai. Vì, bởi vì nó phải là từ tripeptide trở lên thì tác dụng với CH1 lần mới cho hợp chất màu tím. Các bạn nhớ chưa? Các hợp chất peptide kém bền trong môi trường bazơ đúng, nhưng bền trong môi trường axit sai. Liên kết peptide là liên kết NHCO. Cái liên kết này liên kết kém bền trong cả môi trường axit và trong cả môi trường kiềm. Thế là sai, ABC sai hết, chỉ còn C đúng rồi. Amino acid là hợp chất có tính lưỡng tính. Quá đúng luôn, bởi vì bên trong phân tử của nó có cả nhóm NH2 và có cả nhóm CH nên nó có tính lưỡng tính. Dễ ạ. Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Nào các bạn có cho đáp án xem câu 2. Bắt đầu là những câu lý thuyết này khó hơn rồi đấy, khoai hơn rồi đấy. Acid glutamic là thành phần chính của bột ngọt. Sai đúng không? Mình vừa nói đi nói lại vừa nãy rồi. Bột ngọt nó phải, hay là mì chính nó phải là muối mononatri của acid glutamic. Amino acid thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.
amino acid thuộc loại hợp chất của tạp chất chất, đúng, bởi vì trong phân tử nó có một nhóm R2 và một nhóm CH nhá. Tạp chức là có chứa hai nhóm chức khác nhau, đúng, chính xác, B đúng. 23, phát biểu nào sau đây sai? Phát biểu nào sau đây sai? Các bạn cùng xem là phát biểu nào sau đây sai. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc alpha amino acid, đúng. Tất cả các peptide đều khả năng tham gia phản ứng thủy phân, đúng tiếp. Trong phân tử dipeptide mạch hở có hai liên kết peptide, sai, dipeptide mạch hở chỉ có một liên kết peptide. Tripeptide có phản ứng màu bí ure, đúng, bởi vì là tất cả những anh từ tripeptide trở lên thì có phản ứng màu bí ure. Vậy sai là C. Câu 24. Cho các dung dịch sau, số dung dịch làm đổi màu dung dịch phenol phtalin. Các bạn lưu ý nha, đổi màu phenol phtalin nhá. Đổi màu, mình phải nhớ cái từ cây từ chốt ở đây là đổi màu. Thì mình lưu ý cho thầy là đây là một cái bài đếm. Bài đếm thì các bạn mà đếm thừa ra một chất hoặc đếm thiếu ra một chất thì các bạn đều chọn đáp án sai. Và không ai đánh giá cái việc mà bạn chọn thừa hay chọn thiếu một chất đấy cả. Chính vì vậy nên mình phải làm thật kỹ càng và thật cẩn thận ở cái phần này. Mình có anilin thì chắc chắn không làm đổi màu. CH3NH2 ạ. CH3NH2 là gì ạ? Methinamin làm đổi màu đây rồi, chính xác. Anh này là có hai nhóm NH2, một nhóm COH thì nó nghiêng về tính bazơ, tính bazơ làm đổi màu phenol và phtalin, chính xác. Anh này có một nhóm NH2, một nhóm COH, nó chính là glycine, và glycine thì không làm đổi màu bởi vì pH nó bằng 7. Vậy trong này mình chỉ có hai anh CH3NH2 và lysine, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các bạn nhé. D ạ. Câu 25. 25 này khoan chút đây. 25 này các bạn chọn đáp án gì? Để bắt đầu khoai khoai hơn rồi. Và yêu cầu chúng ta phải có một cái lượng kiến thức tổng hợp khá là kỹ, khá là chắc để ta mới làm được những cái câu như này. Đây là cả câu được trích ra trong đề thi Trung học Thông quốc gia năm 2018, một trong số những năm được đánh giá là đề thi cực khó. Cho các chất, số chất phản ứng được với NaOH là anilin không phản ứng với NaOH bởi nó có nhóm NH2. Phenin amoni clorua C6H5 NH3Cl. Anh này là muối axit nên chắc chắn phản ứng với NaOH. Nó phản ứng với NaOH để tạo thành anilin C6H5 NH2 cộng NaCl cộng H2O. Phản ứng chắc luôn. Alanin thì có nhóm COH, chắc chắn phản ứng rồi nhá các em nhá. Gliala thì có liên kết NHCO, chắc chắn phản ứng tiếp. Vậy suy ra ở đây chúng ta có bao nhiêu chất phản ứng ạ? Với NaOH ạ? Mình có phenin amoni clorua là 1, anilin là 2, gliala là 3. 3 chất. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 25 đáp án D. 26 ạ. Toàn câu khoai, toàn câu lý thuyết như thế này là yêu cầu chúng ta phải học thực sự chắc lý thuyết. Chính vì vậy nên là thầy làm cái buổi live ngày hôm nay để mong muốn để các bạn có thể tự test lại cái gốc kiến thức lý thuyết của mình như thế nào để chúng ta có thể mà chúng ta định hướng được cái việc mà chuẩn bị sắp tới mình thi cuối học kỳ 1. Câu 26. Khi nói về peptide và protein, phát biểu nào sau đây là sai? Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo, sai. Tóc của thầy là protein nhá. Nếu mà tất cả protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo thì thầy gội đầu phát thôi là thầy không phải đi cắt tóc rồi. Đúng không? Vậy sai là A luôn. Sai là A luôn. Chọn A luôn. 27 ạ. Mình tiến hành thí nghiệm về phản ứng màu bí ure như sau. Cho 1ml lòng trắng trứng 10%, 1ml dung dịch NaOH và một giọt CuSO4 vào cùng ống nghiệm, lắc nhẹ. Thì lòng trắng trứng của chúng ta phải hiểu nó là protein đơn giản. Đấy chưa? Thì protein đơn giản này thì khi mà tác dụng với lại CuOH 2 lần, bởi vì đây là NaOH cộng với CuSO4 nó tạo thành CuOH 2 lần, thì nó sẽ là phản ứng màu bí ure màu tím. Thế bây giờ thì bài hỏi là thay NaOH 30% bằng KOH được không? Cái này được, bởi vì bản chất NaOH và KOH nó đều cung cấp cho mình ion OH trừ. Được. Sau phản ứng xuất hiện màu tím đặc trưng, đúng. Có thể thay lòng trắng trứng bằng glyceride. Lòng trắng trứng là protein, nó là lớn hơn tripeptide, còn gly chỉ là dipeptide, và dipeptide thì không có phản ứng màu bí ure. Vậy sai là C. Ok. Ngon lành cành đào luôn. Câu 28 ạ.
Câu 28 các bạn chọn đáp án nào ạ? Ok, cùng comment xem nào. CH3 NH2 là amin bằng 1 đúng hay sai? CH3 NH2 là amin bằng 1 đúng hay sai ạ? Đúng đúng ạ. Một nhóm có nhóm NH2 đúng rồi. Cho lòng trong trứng vào CO2 lần. Trong đó mắt thấy xuất hiện màu tím đúng chưa? Thầy vừa mới nói ở bên trên sao? Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin. Có thể dùng dịch HCl. Cái dung cái ống nghiệm có chứa anilin nó khổ thế này này các em này. Anh này là tan ít trong nước nên không rửa bằng nước được. Thế nên chúng ta phải sử dụng HCl vào để anilin tác dụng HCl tạo thành muối. Và cái muối này nó dễ tan trong nước đây. Cộng HCl thì nó tạo thành C6H5 NH3 CL và cái muối này dễ tan trong nước thì lúc này thì nhỏ HCl vào thì nó tạo thành muối rồi sau đó mình cho nước vào thì mình mới rửa sạch ống nghiệm chứa anilin. Chính xác. Anh này là một dipeptide, đây là alpha amino acid này, alpha amino acid đúng rồi. Nó là một dipeptide chính xác. Ở điều kiện thường glycine là chất rắn đúng, dễ tan trong nước đúng. Úi giời. Vậy mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Mình có 5 phát biểu đúng. 5 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 29 ạ. Câu 29 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Nhỏ 3 giọt dung dịch anilin vào ống nghiệm chứa 20 lít nước cất. Lắc đều sau đợi để yên. Về lúc này dung dịch là phân lớp. Dung dịch phân lớp và anilin chìm xuống vận đục. Đấy, bước 1, anilin không tan lắng xuống đáy ống nghiệm, chính xác. Bước 2, nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch trong ống nghiệm, sau đó nhấc giấy quỳ ra. Thì giấy quỳ không đổi màu bởi vì anilin không làm đổi màu quỳ tím, các bạn nhớ chưa? Kết thúc bước 2, giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh là sai. Nhỏ tiếp 1ml dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm, lắc đều sau đó để yên. Thì đúng rồi, HCl đặc như lúc nãy như mình vừa viết phương trình bên trên này này. HCl vào thì anilin tác dụng HCl để tạo thành muối amoni. Đúng chưa? Đấy thì muối này tan nên khi cho HCl vào thì mình sẽ có là dung dịch trong suốt, chính xác. Kết thúc bước 4 trong ống nghiệm có anilin tạo thành. Kết thúc bước 4 là cho NaOH vào bên trong cái dung dịch muối. Đây. Muối này C6H5 NH3Cl cộng với NaOH thì nó sẽ tạo thành là C6H5 NH2 cộng NaCl cộng H2O. Đấy thì trong ống nghiệm có anilin tạo thành đúng tiếp. Nhưng kết thúc bước 4 trong ống nghiệm thu được hai muối là sai, mình chỉ thu được một muối là muối NaCl thôi. Vậy mình sẽ có là A C, D đúng. A, C, D. 3 nhận định đúng. Dễ. Câu 30, câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Thực hiện thí nghiệm phản ứng màu bí ure theo các bước sau. Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch lòng trắng trứng 10%. Nhỏ tiếp vào NaOH. Nhỏ tiếp vào COS4. Bước 1 có thể thay 1ml bằng 1ml dầu ăn. Không được, dầu ăn không phản ứng màu bí ure. Sai. Ở bước 3 có xảy ra phản ứng màu bí ure, đúng. Ở bước 2 có thể thay NaOH bằng KOH, chính xác. Sau bước 3 thu được dung dịch đồng nhất có màu xanh lam là sai. Màu tím cơ mà, có phải màu xanh lam đâu. Sau bước 3 thu được dung dịch đồng nhất có màu tím đặc trưng, chính xác. Vậy ở đây trong này mình sẽ có là B, C, E, 3 nhận định đúng. Được chưa? Rồi. Hôm nay là một buổi học vui vẻ thôi. Để thầy muốn nhắc lại kiến thức về amino acid cho các bạn và các em nhớ. Và để cho cũng là cảnh báo cho các bạn và các em có thể nhìn thấy rằng là mình đang bị hỏng chỗ nào. Để mình còn vững bước mình tiếp sang phần peptide. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy. Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy nhiều nhiều hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều.